Xin kính chào quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 5 ngày 27 tháng 6 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá sầu riêng ghi 6 sầu riêng Thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá sầu riêng ghi 6 sầu riêng Thái thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quá anh chị nào xem kênh có quan tâm đến sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì tình sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang duy trì ổn định, đang đi ngang trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây. Tạm thời mình xin cập nhật giá buổi sáng, giá buổi trưa, buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm. Khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Thái lô 1 dao động từ 87 đến 90, lô 2 dao động từ 67 đến 70, lô 3 hàng xe dao động từ 45.000, sầu riêng ghi 6 thì lô 1 dao động từ 62 đến 63.000, lô 2 dao động từ 48.000, còn lô 3 hàng xe dao động từ 32.000. Đây là giá sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 3 đến 5 ngàn tùy theo từng nơi. Khu vực miền Đông thì giá sầu riêng ghi 6 là 1 dao động từ 87 đến 90, và 2 dao động từ 67 đến 70, còn loại 3 hàng xe dao động từ 45.000. Sầu riêng ghi 6 thì là 1 dao động từ 62 đến 63.000, loại 2 dao động từ 2 đến 45.000, loại 3 dao động từ 35.000. Đây là tình hình sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái tại khu vực miền Đông. Tiếp theo là khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên hiện nay cái sầu riêng Thái là 1 động từ 85, là 2 là 65 đến 70, còn là 3 hàng xe dao động từ 40. Sầu riêng ghi 6 thì là 1 động từ 60 đến 62.000, là 2 là 45, còn là 3 hàng xe dao động từ 35.000. Đây là giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Giá này là giá cập nhật tại vựa.